Các bạn ơi, hôm nay Hằng tiếp tục series múc bàn nha. Hôm nay Hằng sẽ múc bàn chả giò. Thơm quá à. Ăn những món nóng như thế này không thể thiếu được trà gạo lứt. Trà gạo lứt màu xanh nè các bạn. Hằng uống trà gạo lứt của nhà Mr. Eco nha. Thanh mát, mát cái người luôn các bạn ơi. Trà này á, vị rất là thanh mát, dễ chịu, không có ngọt nha các bạn. Trà nóng như thế này mà là một ly trà gạo lứt, quá là tuyệt vời luôn. Chả giò thơm ngon của Hà ăn cùng Hằng nha. Đã. Trời đói bụng quá các bạn ơi. Bây giờ cũng là 12 giờ mấy, 1 giờ trưa rồi đó. Cái chả giò nó to à. Trời ơi là to luôn. Đang đói. Hằng chiêu rồi, Hằng chuẩn bị hôm xong cũng phải hơn nửa tiếng các bạn ơi. Nó sẽ làm nó héo luôn. Ngon quá các bạn ơi. Cái cuốn này, chả cái cuốn tôm thịt này là của chị hàng xóm của Hằng làm á, rất là ngon, chị thật là khéo tay đó. Chả giò tôm thịt. Đây, Hằng sẽ cho các bạn xem cái chả giò tôm thịt bên trong đó nha. Rất là thơm luôn. Ngon quá. Tôm thật rất là ngon. Ăn trong còn có hành ngò, bún dạo. Có thịt vịt. Dễ nấu mà ăn nhiều ăn ngon các bạn ơi. Ở trong cơ nhiều khi á không cần nấu ăn đâu. Vì ở chung cư là ngày nào cũng có mấy chị bán đồ ăn sáng trưa chiều luôn các bạn, rất là tiện lợi luôn.
Ngon quá. Để cho ăn bún. Làm sao ăn bún nha. Không biết mấy anh chị hay múc bam như thế nào, chứ hẳn hả, từ nhà múc bam bây giờ hẳn lên 2-3 kg luôn các bạn ơi. Trời ơi, cảm giác nó nặng nề luôn. Thơm. Món này rất là dễ ăn luôn á. Không nhìn cái chả giọt của chị á, làm ngon lắm nè. Nó không quá nặng, không quá ngọt. Và là thích ăn ngọt, hoặc ăn mặn thì có thể chỉnh sửa trong cái công thức sốt chấm. Rất là dễ ăn. Chị này bán là một ký như vậy, là một ký chả giò như vậy là 130.000 bạn.
Đang nói nãy giờ ăn chắc được cũng ba bốn cuốn mà bạn là thấy no rồi đó, cuốn nó bự lắm luôn á. Trà ngọc lúc eco này bỏ vài cục đá vô các bạn cho nó mát mát, uống ngon lắm luôn á, ngon lắm. Uống giờ là thấy mát mát cả người luôn á, sẽ cố gắng ăn thêm vài cuốn nữa thôi, sau đó là no. Em thấy mấy người mà mình thấy mấy anh chị á, mà làm múc bang á, chắc có mình Hà là ít rồi á. Thấy anh chị nào cũng ăn quá trời luôn, thằng ăn cái bụng mẹt ăn không hết. Cũng là những nguyên liệu này nhưng mà khi bỏ vào chén trộn chung ăn sẽ không ngon bằng cái cuốn này các bạn. Cuốn này hình như là nó hòa quyện, hòa quyện đầy đủ hơn. Ngon quá. Đó quá. Đâu ơi bạn ơi, không thấy ăn nổi nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video của Hằng nha. Cho Hằng xin một tim và một follow cho các bạn. Cảm ơn các bạn. Bye bye.